Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Công viên Khủng long. Và tình hình là cặp đôi Mosasaurus của mình hiện tại đã khá là lớn rồi nè. Wow, với kích thước lớn như vậy nhưng mà hai em vẫn giữ được cái khả năng ban đầu, đó chính là tốc độ. Đó, mình thấy tốc độ vẫn giữ nguyên nha, rắn rết rất là nhanh nhẹn luôn. Tuy nhiên thì mình mặc dù là có chăm chỉ đồ ăn đấy, nhưng mà vẫn chưa có thuần phục được đâu. Vì đặc tính của những cái loài hung tợn như vậy á, là mình phải thuần phục bằng những cái Aquatic Scarab Gem cơ. Rất là khó luôn. Nhưng mà phải gán nuôi thêm một thời gian nữa thì mới đủ tuổi để thuần phục ấy. Nên là ok, tạm thời thì cứ nuôi nấng mấy ẻm trong đó đi. Bây giờ thì mình sẽ vô trong nhà làm một vài cái việc cần thiết, rồi sau đấy mới bắt tay vào công đoạn là xây dựng nơi ở cho Mosasaurus nha. Ok. Còn bên này thì Spino thấy cái hồ nước là nhảy xuống bơi liền. Ok, mình cho em bơi ở đó cũng được. Giờ thì mình sẽ xuống nhà để mình làm công việc ngày hôm nay nè. Ở dưới cái phòng nghiên cứu của mình á, mình thấy có cái DNA của cái loài mình giống, thấy giống cá heo lắm nè. Mình nhìn cái ngoại hình giống hệt cá heo luôn. Loài này có tên là Ichthyosaurus. Được á. Loài này khá là lạ nên là mình sẽ hồi sinh thử luôn. Xem coi. Và nhiều khả năng đây là một loài cá đấy. Nên là nếu mà hôm nay mình xây nơi ở mới cho Mosasaurus thì hai cái nhóc này có thể ở lại cái nơi mà Mosasaurus từng sống. Cũng khá là hợp lý. Bên cạnh đó thì mình cũng sẽ hồi sinh thêm cái loài Megalania. Wow, cái loài này nhìn khá là giống thằng lằn nè. Cuối cùng là thêm một cái loài nữa đây, đó chính là Sarcosuchus. Cái DNA này thì mình thấy cái nhóc khủng long này có cái lưỡi khá là dài hay sao á. Khá là đáng để mình hồi sinh trong ngày hôm nay nha. Rồi, bữa nay là dự định là sẽ hồi sinh thêm 3 loài mới này. Ngoài ra thì mình cũng có cái dự định là hồi sinh thêm hổ răng kiếm nữa. Thế nhưng mà hổ răng kiếm là cái loài kiểu như sống ở cái vùng núi cao nè, băng giá đồ á. Nhưng mà hiện tại thì mình chưa có băng để làm cái nơi ở nên là mình chưa có hồi sinh loài hổ đó ha. Để ít hôm nữa mình cường hóa các thứ, mình kiếm được cái dòng mềm mại, lúc đó là mình đã sẵn sàng để có thể hồi sinh loài hổ răng kiếm rồi. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ lấy thêm mấy cái mầm cây cũng như là những cái hạt giống này, mình bỏ vô mấy cái máy ươm mầm luôn. Ôi, chui gì đã có trục trặc rồi. Mình có cái DNA của Triceratops hả ta? Được, mình sẽ hồi sinh thêm Triceratops luôn. Tại vì ẻm đang cô đơn ở bên cái khu vực mới. Ui, gì nữa đây? Lại thất bại à? Sao bữa nay su vậy? Chưa gì là đã thất bại hai lần rồi. Nữa. Lúc nãy trong mấy cái máy thì mình phát hiện ra có một cái chỗ trứng mà mình ấp xong mà mình quên chưa cho ra ngoài nè. Để mình thải ra thử coi. Wow, đây là Grass Sigrinus. Cái này nhìn như lương ấy. Chốc này bé xíu à. Ăn cá với lại mấy cái loài nhỏ nhỏ thôi. Để mình lên trên mình lấy cá mình thuần phục thử coi, coi có được hay không. Em đang đói cơ. Thử nào. Ăn đi cưng, cá ngon nha, chịu đi nha. Đâu rồi, bơi nhanh quá. Úi, thành công rồi. Vậy, mình đã thuần phục được Grass Sigrinus rồi. Hột gì nữa đây? Chết tiệt thiệt. Hết ấp DNA thất bại rồi, bây giờ tới ấp mầm cây cũng thất bại nốt luôn. Bữa nay mình bị xui kiểu gì á. Ấp nãy giờ là thất bại quá trời quá đất luôn. Nhưng mà bây giờ có vẻ những cái chỗ DNA của mình đã ấp nó tốt hơn rồi nè. Và đã thành công được hai cái trứng đầu tiên rồi. Giờ thì chờ tin tốt thêm hai cái trứng còn lại thôi. Megalania cũng xong rồi nè. Còn bên này Sarcosuchus cũng đã xong luôn. Ok, giờ trước mắt là để mình đem thả cái nhóc Rassigrinus này vô một cái hồ nào đó gần nhà đi. Hồ nào vậy ta? Để mình xem xét coi. Hồ này thì không được. Hồ đó có mấy cái lưới đánh cá. Hay thả vô hồ này. Bây giờ em nhỏ nên là chắc em không có ăn được mấy con cá sấu hỏa tiễn này đâu.
nên mình cũng an tâm được một phần á. Nhưng mà lớn lên thì mình không biết là em có ăn cá sấu hoa tiễn hay không nha. Tại vì trong cái lưới thức ăn mình thấy cá sấu hoa tiễn có nằm trong danh sách những món ăn yêu thích của em ấy. Ừ, cũng nguy hiểm lắm á. Rồi, bây giờ thì mình sẽ up lần lượt là trứng của Megalania ở bên này. Rồi góc bên này mình sẽ up trứng của Sako Suchet. Rồi, dưới nước thì mình sẽ up hai cái trứng của Ichthyosaurus nè. Oh, cái này nhìn giống cá heo lắm luôn á. Nhưng mà cái phần đầu thì cái phần mũi á hơi đặc biệt một xíu nha. Wow, tiếng kêu cũng khá là đặc trưng luôn. Một nhóc đực. Nhóc bên đây. Ủa, hai đực hết à? Ồ, mình up được hai nhóc đực hết trơn à. Wow, nhưng mà nói chung đẹp á. Mình thấy ở dưới phòng thí nghiệm thì cũng không phải là một môi trường quá tốt để cho Ichthyosaurus có thể phát triển ấy. Nên là mình quyết định mình đem qua cái chỗ nuôi khủng long đi. Ở đây có cái hồ nè. Mặc dù nó không quá bự đâu, nhưng mà mình nghĩ vẫn tốt hơn là ở trong cái phòng thí nghiệm của mình. Đặt thêm một cái máy cho ăn ở đây. Lấy thêm một ít thịt cho vào. Rồi, có đồ ăn rồi đó nha. Nào đói thì tự bơi lại đây mà ăn á. Rồi, an tâm được một phần rồi đó. Kiểu như mình tạo cái môi trường cho nó tự nhiên nhất có thể trong cái khu vực này. Vừa có loài sống ở trên mặt đất nè, mà vừa có loài sống ở dưới nước luôn, thì sẽ tuyệt vời hơn ấy. Ồ, nhưng mà mình không hiểu tại sao nha. Cái đàn voi ấy cứ kiểu gia tăng số lượng liên tục luôn. Voi kiểu không có kiểm soát được ấy. Ok, quá trời quá đất đẻ rồi. Mình sợ một thời gian ngắn nữa thôi thì cái chỗ này toàn là voi ma mút không á. Là ăn hết đồ ăn của mấy cái loài khủng long khác thì hơi bị toan luôn. Chắc mình phải bố trí thêm cái máy ăn ở cái khu vực này mới được, để tránh trường hợp voi đi lấn sang mấy cái chỗ khác. Sợ thật. Rồi giờ thì về nhà và canh chừng nốt mấy cái trứng của mình thôi. Ok. Rồi, Megalania sắp nở rồi nè. Không biết có đúng như mình dự đoán không, đây có phải là loài thằn lằn hay không nữa. Để mình xem nào. Trứng này nở trước. Ồ, trứng này à. Ồ, nở rồi. Ý, hình như mình tem được rồi luôn hay sao á. Nên mình mới bắt vô được nè. Còn bên này thì trứng của Sako Suchet. Ấy, bị lạnh á. What? À, nãy giờ không có gần cái đuốc bao sao chưa nở à. Ok, cho up lại đi. Tí nữa thì toan rồi. Rồi, và xem coi Megalania là một cái loài ăn thịt nha. Ăn thịt với lại ăn trứng là nhiều nè. Có vẻ loài này khá là thích ăn trứng đây. Ô, nhưng mà mình chưa có thuần phục được. À, căng rồi. Nhưng mà để bây giờ mình sẽ thử dụ dỗ bằng những cái miếng thịt bò bít tết thơm lừng coi. Coi coi hai nhóc này có chịu hay không. Chịu không? Không chịu. Chịu không? Cũng không luôn. Oh man, tiếc vậy. Thôi được. Vì đây là hai loài mới, với cả là chưa có cái nơi ở nào thích hợp ấy, nên là chắc mình sẽ xây tạm cho hai nhóc này một cái nơi ở đi. Ôi. À, ok ok. Cái nhóc lươn vẫn còn sống nha. Hú hồ mình tưởng Spino nhảy xuống cái hồ đó rồi ăn lươn của mình chứ. Là mệt á. Anh cho ăn đàng hoàng nha, đừng ăn lươn của anh nha. Ăn lằn mà mình nuôi thì kích thước cũng không có quá lớn á, nên là mình sẽ tạm thời xây một cái nơi ở nó cũng gần nhà thôi. Mình thấy cái mảnh đất này nó còn trống nè, nên là mình sẽ tận dụng làm nơi ở cho thằng lằn luôn. Đầu tiên sẽ là một cái cây cột cao cỡ 5 ô như vậy. Sau đấy cách ra cũng 5 ô thì mình sẽ tiếp tục làm thêm một cây cột nữa. Rồi, như vậy thì mình đã có được cái phần chiều ngang của khu vực ở cho thằng lằn rồi. Thấy vậy thôi chứ không quá bé đâu. Rồi, giờ thì xây thêm ở hướng còn lại thôi. Ây dù, nhưng mà chắc phải chặt cái cây nè. Cây này nó choáng đường, choáng cái chỗ mình xây rồi. Ok, bye bye cái cây luôn. Cái cổng thì chắc mình sẽ đặt ở ngay vị trí này. Xây cao lên một tí. Rồi, công đoạn còn lại của mình là gắn những cái hàng rào sắt vào thôi. Lúc đầu á, mình tính dùng thủy tinh, nhưng mà thủy tinh thì nhìn... Ủa hé, hay là dùng thủy tinh ta?
hàng rào sắt, nhìn nó kiên cố thật đó, nhưng mà nhìn nó cũng giống một cái nhà giam hơn là một cái nơi ở cho thằng lằn á. À thôi, đổi đi. Dùng thủy tinh đi, cho nó trong suốt một tí. Ok. Mình mới tìm ra một cái loại thủy tinh mới mà nó vừa có vẻ kiên cố nhưng mà vẫn đảm bảo được mình có thể nhìn thấy bên trong dễ dàng nè. Đẹp nhá. Lâu lâu cái mình tìm được mấy cái quả thủy tinh kiểu trong đỉnh thiệt sự ấy. Rồi, cứ thế mà mình sẽ ốp hết cho cái khu vực nuôi thằng lằn thôi. Trời đất ơi, xây dựng mà nó cũng không yên, để yên cho mình nữa. Hình như mình bị con xương hay sao đánh chúng hay sao á. Ây da. Công đoạn sau cùng là trang trí một ít đèn vào. Và đèn thì mình sẽ dùng mấy cái mà lần trước mình đi khám phá bình địa ngục mình mượn về được nè. Vàng vàng hơi bị nổi luôn á nha. Uầy. Nhìn kiểu như đúng nổi bật luôn á. Trông đẹp thiệt sự. Trời đất ơi, giờ gắn thêm lá nữa thì có thể nói cái chỗ của thằng lằn là nổi nhất cái chỗ mình luôn á. Đâu phải chỗ nào cũng được gắn cái đèn xịn như vậy đâu. Thằng lằn hơi được ưu tiên đó nha. Và sau khi gắn những cái lá này xong thì mình sẽ bắt đầu lắp cửa vào, là có thể đưa thằng lằn vào trong đây ở rồi. Đây, mình sẽ lắp cái cửa hiện đại vào. Ủa? Chắc phải dùng tiếp cái cửa này thôi. Ok, cái này có vẻ cũng khá là hợp nè. Đặng tiện thì mình sẽ lấy mấy cái cây mới. Ủa? Oh what? Ở dưới này Sako su chết của mình đã nở rồi. Đây là cá sấu. Oh wow. Bữa nay mình ấp thành công một nhóc cá sấu luôn à. Đã vậy. Trông rất là ngầu luôn á. Còn nhỏ nhưng mà nhìn cái lưng thôi là mình thấy cái được độ ngầu rồi. Rồi cho ăn nè. Mà tiếc quá mình không có đứng ở đây trực tiếp canh cái quá trình nở ra nên là mình chưa có thuần phục được. Nhưng mà không sao, trong tương lai mình cũng sẽ cố gắng thuần phục thôi. Rồi trở lại với công việc nè. Mình sẽ lấy mấy cái mầm cây đâu rồi ta. Đây, hạt giống các thứ rồi mình ấp. Mình ươm mầm xong hết rồi nè. Một xíu mình sẽ trang trí trong khu vực của hai cái nhóc thằng lằn. À quên, lấy thêm một chút bột xương nữa. Bây giờ thì mình có thể vào trong và thả thằng lằn ra ngoài. Rồi, chạy nhảy đi cưng. Máy cho ăn thì mình cũng sẽ lắp ở trung tâm và cho thịt vào. Rồi. Có đói chưa? Có đói lại đây ăn đi nè. À, có vẻ chưa đói lắm. Rồi, bây giờ thì mình sẽ trồng thêm mấy cái cây thời tiền sử vào. Khá đẹp đấy chứ. Đấy, để tăng cái độ tự nhiên ha. Rồi. Đẹp liền. Ồ, nhưng mà hơi thiếu cây nha. Chắc mình phải trồng thêm một cái cây bự nữa cơ. Mình nghĩ cái cây hợp nhất sẽ là cái cây này nè. Đây, mình sẽ trồng xuống. Sau đó bón bột xương lên cái. Kiểu cây này nó sẽ không có quá cao, cũng như là cái thân nó cũng không có quá bự ấy. Phù hợp với cái khu vực này nhất rồi. Ok, giờ thì thằng lằn đã có nơi ở đàng hoàng. Thế nên là mình sẽ an tâm làm những cái công việc khác rồi đó. Hy vọng những ngày sau mình trở lại đây thì thằng lằn sẽ có một cái diện mạo mới, to hơn, cũng như là trông ngầu hơn ha. Sẵn tiện thì mình sẽ chạy qua đây để mình ấp cái trứng của Triceratops luôn này. Đâu rồi Triceratops? Em đâu ta? À đây, em ở này. Bữa giờ em còn FA một mình à, tội nghiệp lắm. Đây, bữa nay kiếm bạn đời cho nhá. Wow, coi em hóng cái trứng nở ra chưa kìa. Thôi gán đợi thêm xíu nữa đi, một xíu nữa thôi. Trứng sẽ nở hả? Và xem nào, lần này trứng sẽ nở ra Triceratops đực hay là cái? Ồ, nhiều khả năng là... Ý, được gửa nữa rồi. Nhưng mà không sao, có bạn là vui rồi đó cưng. Gán đi nha, ở đây chơi với bạn mới đi. Ui. Cháy. Nguy hiểm nha. Trong đây cháy cái là toang luôn á. Trời đất ơi. Triceratops mới nở nên cũng hơi đói nè. Mình sẽ cho Triceratops ăn cái đã. Rồi, ok, ăn giỏi rồi, mau lớn nha. Bây giờ thì về nhà và làm nốt cái công việc còn lại thôi. Đó chính là lo
cái nơi ở mới cho Mosasaurus này. Thiệt tình luôn. Ôi nhưng mà khoan, không biết bây giờ Mosasaurus đã bao nhiêu ngày tuổi rồi nhờ? Đủ 11 ngày tuổi chưa? Ồ, 11 ngày tuổi rồi. Ê, đây là cái ngưỡng trưởng thành để mình có thể thuần phục được rồi đấy. Nhưng mà trước khi thuần phục thì để mình chuẩn bị xây nơi ở mới cho Mosasaurus trước cái đã. Mà theo như khảo sát địa hình của mình á, thì gần nhà mình chỉ còn đúng cái chỗ này. Đó là cái khu vực hồ bên đây nè, cạnh làng luôn. Là cái khu vực kiểu như là thích hợp nhất để mình có thể nuôi Mosasaurus rồi. Nếu nhà mình gần biển thì chắc mình sẽ xây nhà cho ẻm ở ngoài biển á. Nhưng mà tiếc quá, nhà mình cách biển tới mấy ngàn ô lận. Gần nhà thì có gì mình qua mình cho ăn nó cũng tiện hơn nữa. Nhưng mà cái hồ này thì chắc mình cần phải chỉnh sửa khá là nhiều đây. Nhất là khu vực chỗ nhà khảo cổ học đằng kia mình phải dời đi chỗ khác nè. Hoặc là đập bỏ luôn á. Ok, xác định được khu vực xây dựng rồi. Bây giờ thì về nhà và chuẩn bị nguyên vật liệu và mang qua đây để bắt đầu thi công thôi. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ xác định cái cổng vào trước cái đã. Cái cổng thì chắc mình sẽ đặt ngay hướng bên này luôn đi. Tại vì đây là hướng từ nhà mình đi qua mà. Thế nên là mình sẽ làm một cái cổng nó... Ui, cái này có cái hang vô duyên vậy ta. Để mình lắp cái hang này là cái đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm cái cổng nó ngay đây luôn đi. Đầu tiên là mình sẽ xây lên cỡ 5 ô. 2, 3, 4, 5. Kéo ngang 4 ô. Cái cổng lần này thì mình làm nó hơi bự một xíu. Tại vì mình dự kiến là cái chỗ này á, giống như là một cái chỗ mình có thể đi tham quan luôn. Rồi mình đứng từ trên mình ngắm Mosasaurus nè. Cũng khá là hợp lý á. Sau khi đã có cái cổng rồi, giờ thì mình sẽ bắt đầu xây về mấy cái hướng còn lại thêm vài ô giống như vậy. Ở đây chắc mình sẽ giữ nguyên cái lối đi mòn của ngôi làng ấy. Nên là mình sẽ xây chồng ngang cho nó dư ra một xíu. Cỡ như đây. Rồi mình sẽ bắt đầu làm cái cột. Cái cột thì nó sẽ cao hơn cái cổng một tẹo thôi. Cỡ như vậy. Và mình vẫn giữ cái cách xây cũ. Đó chính là tạo một cái đường viền ở phía dưới. Và cái đường viền này sẽ kéo dài tới cái đoạn nào ta? Mình nghĩ tới dài ngang cái đoạn đó là đẹp á. Là vừa khít cho cái hồ này luôn. Trên đường xây thì ví dụ có mấy cái cây mà nó choáng chỗ gì, mình xử nó luôn. Để một xíu mình xây nó sẽ không có bị vướng. Ồ, lố. Lùi lại xíu. Đây. Cái cột hướng này thì nó sẽ nằm ngay vị trí này. Mà phải xây cho nó ngang với bên kia luôn á. Sau đấy thì mình sẽ kéo dài về hướng bên kia. Vậy là mình đã xong cái phần đường viền rồi đó. Sơ bộ thì cái chỗ nuôi Mosasaurus cũng rất là bự luôn. Tiếp theo thì mình sẽ đào cái chỗ đáy hồ ra một tẹo nhờ. Để đảm bảo là nó sẽ sâu sâu một xíu. Chứ bây giờ thì nhìn nó hơi nông nè. Nhất là khu vực này. Giờ thì đáy hồ nó đã sâu hơn một tẹo rồi đó. Thích hợp cho Mosasaurus sống hơn rồi. Mình dự kiến á, là mình sẽ có một cái chỗ kiểu như đứng ở trên để quan sát Mosasaurus. Và đấy có thể là một cái lối đi chẳng hạn. Và lối đi này thì mình tính xây là cho nó bao quanh cái chỗ ở luôn. Mình sẽ đi từ đây qua đó. Rồi qua bên kia. Ok, để bây giờ mình nghiên cứu coi cách nào để xây cho nó thích hợp nhất ha. A few moments later. Không biết lối đi này thì kiểu nó có bị nhỏ quá không nhờ. Nhưng mà một xíu mình còn xây cái kiểu hai bên đường đi nữa. Nên là chắc cái lối đi này cũng vừa đủ rồi. Đây chỉ là một bên thôi. Mình dự kiến là mình sẽ xây thêm từ đây, kéo dài qua bên đó, rồi vòng ngược qua bên kia luôn. Kiểu như mình có thể đi một vòng ở xung quanh nơi ở của Mosasaurus luôn. Như vậy thì ngắm có thể là rất là thoải mái. Ngoài ra thì mình còn có thể đứng ở này nè. Rồi mình vứt thức ăn xuống cho Mosasaurus ăn cũng được nữa. Kiểu như vậy á. Dạ dạ. Ui. Chết. Tự nhiên mình... Ow. Mình bị một cái con cá piranha 3 sao nó cắn cho sắp mặt luôn. Yêu. Nguy hiểm vậy. Sau khi hoàn thành thì cái chỗ tham quan nơi ở Mosasaurus sẽ trông như thế này. Cái này thì đảm bảo mình đi mình sẽ không có bị lọt xuống dưới đâu. Nên khá là an toàn luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cái công đoạn xây dựng cái phần bức tường thôi. Trung bình thì cứ cách 10 ô thì mình sẽ đặt thêm một cái trụ. Nó sẽ kiểu như vậy. Wow, nhìn khá là đẹp ấy chứ.
làm thêm mấy cái trậu, cái nhìn cái chỗ này kiểu nó bị kiên cố ấy ta. Giờ thì lắp thêm mấy cái kính vào nữa thì nơi ở của Mosasaurus đã chính thức hoàn thành rồi. Và loại thủy tinh mà mình lắp vào cái khu vực này thì mình sẽ sử dụng tiếp, đó chính là loại Thin Grid. Đó là loại thủy tinh mà kiểu như hình cái song sắt á. Wow, rất là đẹp á nha. Rồi, và công việc còn lại của mình đó chính là lắp hết toàn bộ thủy tinh vào những cái bức tường thôi. Và kể cả ở dưới đáy hồ. Ở dưới kìa. Tại vì mình không lắp ở dưới á, là nhiều khả năng là Mosasaurus sẽ lẻn theo cái đường đó và trốn ra khỏi cái chỗ ở đấy. Phải lắp kỹ hết luôn. Gì đây? Trời đất ơi. Còn đúng cái tường cuối cùng thôi mà cũng bị quấy gầy nữa. Cái gia đình nhện láo tét. Đi về chỗ khác. Rồi, và như vậy thì mình đã chính thức làm xong cái phần tường rồi. Hiện tại thì phần tường nhìn nó khá là đơn sơ ấy, nên là mình sẽ điểm nhấn cho nó bằng một vài cái đèn. Đây, mình sẽ đặt vào thử vài cái coi. Wow, wow, wow. Nó cứ gọi là bị nổi á nha. Ôi sao mình thích cái đèn này thế nhờ. Không uổng công mình qua địa ngục mình lấy mang về. Ôi, nổi bật thiệt sự luôn ấy. Phải chi mình có nhiều những cái lan can giống như vậy thì hay biết mấy. Mình có ít quá à. Nên là không thể trang trí thêm được rồi. À, chắc mình sẽ thay thế cái phần trống này bằng những cái lá đi. Đó là cách mà mình hay dùng ấy. Kiểu nó vừa rẻ nè, mà hiệu quả trang trí cũng cao nữa. Nhìn khá là thẩm mỹ luôn. Trước khi thả Mosasaurus ra thì để mình trang trí dưới đáy hồ cái đã. Lo trang trí ở trên không mà không trang trí ở dưới đáy hồ thì quả là thiếu sót đấy. Ui. Ôi. Oh my god. Trời đất ơi, tí nữa là mình... Ôi, sao rồi, tí nữa là bỏ cái người cảm con học ở dưới đáy hồ rồi. Nguy hiểm quá vậy. Bây giờ sao ta? Giờ mình dọn cái chỗ làm việc của người ta ra thì cũng kỳ. Thôi để mình lấy đất mình lắp ở dưới này làm cái sàn nhân tạo đi. Rồi cho người này vô trong làm việc tiếp tục bình thường thôi. Để tránh mang tiếng là cướp đoạt nơi ở của người khác thì kỳ lắm. Chẳng tiện thì trồng thêm vài cái cây thời tiền sử vào nữa. Đây. Rồi nhá, công đoạn trang trí cũng sơ bộ hoàn thành rồi. Bây giờ thì qua cái nơi ở của Mosasaurus và dắt em qua đây thôi. Hy vọng là em sẽ thích nơi ở đây. À mà sẵn tiện về nhà mình làm cái cánh cửa mới luôn đi. Tại vì cái cổng này mình làm nó hơi bự á, nên mình sẽ cần một cái cánh cửa nó bự tương ứng. Ừ, sớm giờ mình qua bên quẩn mình sẽ giận mình quên. Quên cho cá sấu mình ăn. Ăn đi con. Ui. Mà bây giờ cá sấu mình lớn như vậy rồi. Wow, mau lớn vậy. Ý, thấy ghê chưa? Có bạn nào bị sợ cá sấu không? Nè, mình có cá sấu nè. Sợ chưa, sợ chưa? Ui, sợ quá, sợ quá. Thôi, tạm thời để cá sấu ở đây tiếp đi ha. Mình sẽ lên trên để chuẩn bị một ít đồ để chuẩn bị cho cái công cuộc thuần phục Mosasaurus cũng như là dắt ẻm qua nơi ở mới thôi. Để thuần phục được Mosasaurus thì mình sẽ cần có Aquatic Scarab Gem. Cái này thì mình cần phải chế tạo thêm một cái nữa rồi. Mình sẽ ghép nó lại theo công thức giống như vậy. Rồi, xong, mình đã có được hai cái Aquatic Scarab Gem tương ứng với hai nhóc của mình luôn. Bây giờ thì qua đây và chiến đấu với Mosasaurus để kiểu như là thuần phục thôi. À, mình sẽ bắt lại một nhóc trước để mình solo một một cho nó dễ. Rồi, bắt đầu nào. Ô ô ô ô. Ui ui ui, cắn mình. Ouch. À. Ấy. Ấy, mình không thể chống cự. À. Phải lị máu nha. Ui da, Mosasaurus trâu quá. Này thì dám chống cự hả? Chống cự là bụng sẽ bự nha cưng. Ừ, quýnh mình quýnh văng lên bờ luôn rồi. Tuyệt vời. Ôi bây giờ mình cần phải đánh nhẹ lại thôi. Tại vì Mosasaurus đang rất là yếu rồi kìa. Xỉu chưa? Rồi rồi rồi, Mosasaurus đã xỉu rồi. Mình sẽ nhét cái Aquatic Scarab Gem vô người ẻm. Được chưa? Ơ, không được. Ơ, sao? Sao mình không không nhét vào được nha. Ui, em tỉnh rồi, em tỉnh rồi. Xỉu tiếp đi. Ê. Ồ, chưa được. Ủa sao kỳ ta? A few moments later. Ê. Ồ, bây giờ thì được rồi nè.
Giờ thì được rồi. Ôi thôi bình tĩnh nào. Ấy, thằng Phong Qua Ma sao còn cắn anh nữa? Sau một hồi giằng co thì cuối cùng mình cũng đã thuần phục được Mô Sa sao rết rồi. Ôi, nhưng mà em còn hung dữ quá. Để mình lấy cái gậy đầu lâu, mình chuyển em sang cái chế độ theo dõi đi. Rồi. Nào, không có lì nào. Để mình thử cưỡi coi có được chưa nha. Hey, cưỡi được rồi. Quá đã luôn. Tuy nhiên thì hiện tại cái nhóc này đang bị mắc cạn hay sao á. Để mình thả lại coi. Rồi, hết mắc cạn rồi nè. Wow, mình cưỡi được rồi nha. Đã quá à. Rồi, tương tự thì mình sẽ thuần phục thêm một nhóc Mosasaurus khác nữa. No, cái này là Spino rồi. Đây, nhóc Mosasaurus còn lại nè. Tiếp tục là chiến đấu. Đúng rồi. Một cái nữa. Rồi, ngất xỉu chưa? À, chưa xỉu à. Này thì chưa xỉu. Rồi, giờ thì đã xỉu rồi. Mình sẽ nhét cái Aquatic Scarab Gem này vào. À, chưa xỉu à. Chưa xỉu thì xỉu đi. Lily. Rồi. Giờ thì đã tỉnh lên rồi nè. Đấy. Cuối cùng thì cái việc thuần phục Mosasaurus cũng đã được mình thực hiện rồi. Mình cứ tưởng là bữa nay lại bị lỗi game rồi không thuần phục được nữa chứ. Và trước khi chào đón Mosasaurus thì để mình lắp cái cánh cửa vào cái đã. Đây là cánh cửa mới. À, ôi, nó bị lệch mất rồi. Phải đặt như vậy mới đúng. À, cánh cửa hơi bị to luôn á nha. Úi giời. Xịn sò liền. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống tiếp dưới này. Thả Mosasaurus ra một cái. Hai nhóc luôn. Rồi, từ rày về sau thì hai đứa có thể thoải mái sống ở đây. Và sinh con đẻ cái luôn á nha. Khu vực này rất là rộng lớn luôn. Bước cuối cùng là mình sẽ lắp máy cho ăn vào. Để sắp tới Mosasaurus có thể thoải mái ăn ở trong khu vực này. Những lúc mà mình không có ở đây ha. Hy vọng là hai đứa sẽ sớm kiểu như có được lứa con đầu tiên. Quay, coi hai nhóc bơi thích chưa? Có nơi ở rộng lớn hơn, có vẻ khá là khoái cơ. Còn về phần cái nhà khảo cổ học bên này thì mình đã lo cái nơi ở đàng hoàng rồi. Nước không có còn bị tràn vô trong nữa. Có thể tiếp tục làm việc rồi đó. Nhưng mà đừng có nhảy xuống dưới cái hồ nha. Ở dưới tôi có nuôi Mosasaurus, tôi không có chịu trách nhiệm đâu ấy. Rồi, và bây giờ mình sẽ thử đứng từ trên và thảy thức ăn xuống cho Mosasaurus xem coi ẻm có đớp hay không nha. Đây. Mình sẽ thảy xuống như vậy. Thấy không? Ok. Đó các bạn thấy chưa? Chỉ cần có mùi thức ăn thôi là Mosasaurus sẽ bơi lại và lụm liền. Hay lắm. Đó là lý do mà mình kiểu như xây ra cái khu vực này á. Wow, đã thiệt. Thích thú chứ cơ. Thảy thêm cục nữa. Để coi em nào sẽ đớp cục này đây. 2000 years later. À, chê à? À, chắc là no bụng rồi nên chê cục thịt bò bít tết mình vứt rồi. Ui. Hèn gì nãy giờ nghe cái con gì nó rên rên ở phía sau lưng. Ào, chỗ này tính ra còn tối lắm á nha. Chắc phải cắm thêm đuốc mới được á. Rồi, giờ thì để cho Mosasaurus sống ở đây đi. Mình về nhà mình lo công việc của mình cái đó. Sao quần ở đây cũng khá là lâu rồi. Mới ra khỏi cửa mà có con Ripper nó chặn đường ơi. Vậy thôi khỏi về luôn, ngủ đây luôn. Okay. Về nhà thì mình sẽ xem tình hình của cá sấu nhà mình coi tới đâu rồi. Không biết nãy giờ có lớn lên được tẹo nào chưa nữa. Mình xuống dưới mình xem thử. Ủa. Ê. À đây. Trời. Còn núp nữa, cái em này kỳ quá à. Này thì núp mắc ghét. Dắt đem ra ngoài luôn. Rồi, mình sẽ dắt cá sấu qua cái chỗ của Mosasaurus từng ở. Chỗ đó bây giờ thành ra nó trống rồi. Đó, mình có thể đem qua bển ở một thời gian đi. Rồi để mình ướm chừng cái kích thước. Ví dụ mà bự quá thì mình sẽ làm một cái nơi ở mới nó to hơn. Đấy, cũng hợp lý đấy. Ở đây thì có đồ ăn sẵn rồi. Đói thì bơi lại đây mà ăn. Có hết á. Ồ, mà tiếc là mình chỉ có đúng một cái DNA của cá sấu thôi. Phải mình có thêm một cái nữa thì hay nhờ.
mình sẽ hồi sinh một cặp luôn là đẹp luôn á. Là sau này tha hồ mà có túi cá sấu nè, dây nịt cá sấu rồi bóp cá sấu là không, mình đùa ấy. Mình để yêu thương mà, chứ mình không có lấy da đâu. Mình nuôi để mình yêu thương thôi. Wow. Nhưng mà ngâm mình dưới nước nhìn cũng ghê ghê thiệt á. Bản năng của loài săn mồi nó gì á. Ngoài phần của cá sấu ra thì bây giờ mình sẽ xem phần của hai cái nhóc cá bên cái khu vườn khủng long của mình. Hai nhóc cá này bây giờ lớn lên đã thay đổi màu sắc rồi nè. Có màu rồi nhá. Đẹp ghê. Còn về phần của voi thì kiểu như số lượng nhiều quá ấy. Đó. Thành thử ra là mỗi con mỗi tính á. Ui, thôi em. Bình tĩnh em. Nghĩ sao vậy? Đụng vô voi nó quýnh cho sắp mặt đấy. Thôi. Trời. Khủng long của mình máu chiến mà. Thấy mình bị đánh cái nhào lại quýnh khủng long. Quýnh voi ma mút luôn. Thằng ô. Thôi ngồi yên đây giùm anh. Tại vì voi bị đói thành ra tính tình hơi cọc cằn ấy. Nên là mình phải qua coi voi nào đói quá thì mình cho ăn nè. Bởi vì đẻ nhiều dữ không biết nữa. Ở trong túi mình nó còn dư 7 cái lọ thuốc tăng trưởng nè. Để mình thử mình cho hai cái nhóc cá dưới này ăn thử coi. Xem loại cá này khi ăn thuốc tăng trưởng sẽ trông như thế nào. Wow, và đây là kích thước khi mà lớn hoàn toàn nè. Wow. Đẹp thiệt á. Cái này phải mình có cái bể bự á, mình nuôi mấy cái nhóc này trong đó thì ngắm hơi bị đã luôn. Kiểu như cá kiển ấy. Bữa nay thì mình đã dành khá là nhiều thời gian để cho những cái nhóc khủng long mới rồi. Thế nên là phần thời gian còn lại thì chắc mình sẽ đi tìm thêm hóa tạp đi. Để sắp tới mình còn phân tích và kiểu như kiếm thêm những cái loài cuối cùng trong cái thế giới khảo cổ học này. Mình nghĩ chắc chỉ còn có vài loài nữa thôi. Mình sẽ ráng tìm ra DNA của chúng rồi sau đó chúng ta sẽ hồi sinh hết luôn ha. À mà tự nhiên mình quên ta. Mình sẽ có hai cái lựa chọn luôn á. Không chỉ duy nhất có thể đi tìm hóa thạch đâu, mà mình cũng có thể xuống địa ngục để mình tìm cái thuyền dẫn tới thế giới của tên Anu. Đúng. Cái thuyền của tên đó mình vẫn chưa có tìm được. Chắc mình sẽ thử đi thêm vài vòng ở dưới địa ngục trước khi về nhà. Đi tìm hóa thạch đi nhờ. Làm cả hai chuyện luôn. Vì mình cũng muốn qua cái nơi ở của tên Anu để đấm nhau với hắn một trận mới được. Mình có rất là nhiều khủng long đang chờ đợi ăn thịt hắn á. Mình cũng qua đây và gán tìm lắm luôn, nhưng mà có vẻ không may mắn để gặp được cái con thuyền đó rồi. Sao có con thuyền đó khó tìm vậy ta? Mình đã mất hai ngày dành ra để tìm nó rồi, nhưng mà chưa có tung tích gì hết. Thua kèo này thì mình bày kèo khác. Không tìm được thì mình chuyển sang mình đào hóa thạch cũng ok mà. Biết đâu mình được mớ hóa thạch về phân tích, rồi lại có được DNA của cá sấu thì sao? Nó lại bị hợp lý. Ê, đi ngang cái khúc hồ này mình thấy có một con thuyền đắm này. Được. Để mình lặn xuống dưới mình coi tình hình như thế nào. Có rương không? Ai vui. Có vẻ con thuyền này đắm xong là nó vỡ hết rương luôn rồi. Không còn bất kỳ một cái rương nào hết luôn. Ôi có nè. À được một cái bùa kháng độc. Ngoài ra ở đây còn có ốc anh Vũ nữa nè. Ui ốc anh Vũ cứng lắm luôn á. Nè các bạn coi nè. Mình dùng kiếm kim cương đánh vô không xin nhê. Wow lấy cái rìu chà bá lửa. Đập cũng không ăn hô nè. Được. Này thì khó đánh đúng không? Mình đem lên bờ. Lặt gọng liền. Ngậm đi cứt. Ôi da cái vỏ gì mà cứng vậy. Wow. Mình nghĩ đây là cái loại trâu nhất trong thế giới Minecraft rồi. Đánh không mất máu luôn. Ôi sao hạ gục được đây. Để mình để đây phơi nắng luôn. Làm khô ốc anh Vũ luôn. Không tin được luôn ấy. Vậy thì mình sẽ bắt bằng cách này. Đó phải dùng cái lasso bắt mới được.
Khó thật sự ấy chứ. Mấy con cá này cũng đẹp quá nè. Mình sẽ bắt. Có gì trang trí vô mấy cái hồ mình nuôi mấy cái loài thời tiền sử. Nè con cá thò lòi nữa nè. Làm luôn. Ủa gì đây? What the heck? Cái quần đuôi gì vậy? Oh. À trong đây nó có spawner sao ấy. Trời đất ơi, hú hồn chứ miếng. Ôi đi đào hóa thạch mà cũng gặp toàn chuyện bất ổn quá mà. Ôi trời, đó đó đó. Bữa nay mình cứ bị nhỏ kiểu gì á. Thiệt luôn. Nhỏ từ ở nhà cho tới lúc mà đi đào hóa thạch luôn mà. Ồ, được cái xương của loài nào nữa kìa. Ồ, lại là xương của khủng long bạo chúa. Mình có rồi ấy, nên là mình... Ồ, nhưng mà khoan. Ồ, nhưng mà riêng cái loài này thì hơi lạ nè. Đây là của loài nào vậy? À, đây là xương của chim. Chú chim trong cái lồng... Lồng kính của mình nè. À, được, được, lụm lụm lụm. Đâu rồi ta? Đây, đây, đây. Ốc anh Vũ nè. Mình thả xuống đây. Ồ, quýt. Cái gì? Cá... Cá tự đẻ ra được luôn kìa. À không, đây là ốc anh Vũ mà. Này thì con nhện dám cắn chó của mình hả? Wow, ốc anh Vũ đẻ ra quá trời nè. Ok, vậy mình thả ra thêm. Hú hồn mình tưởng đâu cá trong đây mình tự đẻ ra luôn được thì hơi bị ảo đấy. Cá sấu của mình thì sống một mình khá là cô đơn ấy, nên mình sẽ cho cá sấu sống chung với con cá thò lòi. Với cả là con cá một mắt này. Đó. Có bạn mới nha. Đừng ăn thịt bạn mới nha trời. Mình nghi lắm á. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà để mình tiến hành phân tích những cái mẫu hóa thạch mà mình đào được trong ngày hôm nay nè. Nó không có được quá nhiều, thế nhưng mà mình mong là mình sẽ may mắn và có được những cái DNA mới. À, và mình sẽ thử phân tích cái xương của chú chim coi. Ủa nhầm, xương chim đâu rồi ta? Xương chim đâu rồi? Mình nhớ mình có xương chim mà. À đây, xương chim nè. Đó, để xương chim vô. Còn kế bên thì mình sẽ phân tích DNA của Velociraptor. Đấy, đây là hai loại mới nè. Úi, dây. Ra cái DNA của chim luôn. Úi, ra DNA của Velociraptor luôn. Cái này giống như là an ủi cho mình vào cuối ngày á. Thôi được, an ủi thì mình nhận. Mình sẽ up cái DNA của chim liền để cho chim có thể có thêm bản. Như vậy thì bữa nay mình chỉ kiếm thêm được có... À, có hai cái DNA mới thôi. Còn lại thì toàn là những cái DNA cũ với cả là cát cũng như là bột xương thôi ấy. Cũng không được hên cho lắm. Còn ở đây trứng của chim thì cũng đã được mình tạo ra xong rồi. Bây giờ thì cho em gặp bạn mới thôi. À đây đây đây, em đây. Ui may quá, em vẫn còn ở vị trí này. Rồi. Mình thả bạn mới ra để coi coi đây là chim. Chim đực hay cái? Chim cái. U, một cái một đực. Rồi luôn. Tới công chuyện, sắp tới là trong đây không chỉ có nhiều thằng lằn bay đâu, mà còn sẽ có rất là nhiều những chú chim con nữa đấy. Mình tin chắc là như vậy. Rồi, và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã chào đón khá là nhiều loài mới luôn. Từ những loài sống ở dưới nước cho đến những loài sống ở dưới nước nhưng mà với cái hình dạng ngầu lòi hơn. Bên cạnh đó thì còn có loài bò sát sống ở trên cạn nữa nè. Mà trông cũng khá là đẹp á. Chỉ tiếc là trong ngày hôm nay á thì mình không có tìm được cái con thuyền của dẫn tới cái nơi ở của tên Anu thôi. Nhưng mà không sao, mình sẽ không bỏ cuộc và vẫn sẽ tìm cái con thuyền đó trong thời gian sắp tới. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong cái hành trình hoàn thiện cái công viên khủng long của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.